Chào em, ngày hôm nay ta cùng nhau để tìm hiểu về tên gọi của các loại cá sông, cá nước ngọt nha. Đầu tiên này, đây chính là con cá chấm. Đây là loại chấm cỏ em nhé. Cá chấm cỏ. Cá chấm cỏ rất là to này. Tiếp theo, con cá trê. Đây là loại cá trê lai em nhé. Đó, một con cá trê lai rất là to này. Con cá trê, một loại cá da trơn. Tiếp theo, con cá sộp, một loại cá chuyên đi săn mồi nha. Cá sộp này, đó, thì nó khá là giống con cá chuối, cá quả. Cá sộp. Tiếp theo, con cá chép. Đó, đây là con cá chép em nhé. Đấy, dãi rất là khỏe luôn này. Một loại cá rất là phổ biến ở sông ngòi. Tiếp theo, đây cũng là một con cá chép nữa nhé. Tiếp theo, con cá bò. Đây là một loại cá da trơn thường sống ở sông em nhé. Cá bò. Đó, nó có màu vàng rất là đẹp. Tiếp theo, cá thác lác. Đó, đây là con cá thác lác em nhé. Cá chép coi. Loại cá này thì thường người ta sẽ nuôi để làm cảnh em nhé. Cá chép coi. Con cá chép nhỏ này. Tiếp theo, cá chép vàng. Cá chép vàng em nhé. Đó, rất là đẹp luôn này. Cá sấu hỏa tiễn. Đó. Tiếp theo, cá rô đồng. Đó, đây là con cá rô đồng em nhé. Con cá bống. Đây là một loại cá sông em nhé. Con cá bống. We'll be right back.
Thank you.